nay em giới thiệu với anh em là cây mắt hí Bình Dương. Đây là một dòng cây rất là khỏe. Anh em ha, khỏe đi đã ấm chậu. Dòng này thì nó không có mập thân đâu anh em, nó dòng thân nó thân rớt, thân như thân chè vậy, mỏng nhưng mà nó dài và nó khỏe, kéo ngọn đi phê lắm. Đó, dòng này là thân thủ không phê nhưng mà với độ dài thì rất là phê. Đó, anh em thích sưu tầm cái cây mắt hí Bình Dương này thì em để với giá là 1,5 triệu. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với số điện thoại em để phía trên. Đó, anh em ha, cây đã ấm chậu rồi nha em nha. Anh em thích sưu tầm thì cứ liên hệ với em, số điện thoại em đang ghi lên phía trên ha. Cây mắt hí Bình Dương nhỏ khỏe, cái này thì tầm 8-9 cm anh em nha. Đó, chào anh em nha.